Xin chào các bạn đang theo dõi, chúng ta cùng gặp nhau trong live stream số tiếp theo, số 34. Hôm nay mình sẽ được chia sẻ với các bạn những vấn đề về chăm sóc em bé. Thì phần đầu tiên này, mình sẽ trả lời cho câu hỏi đó là làm thế nào để giúp em bé nhanh chóng hết cái đờm trong cái điều trị viêm đường hô hấp. Như các bạn biết đó là khi mà viêm đường hô hấp hay viêm lăng đường hô hấp, một trong những cái biểu hiện mà khiến cho em bé khó chịu nhất mà chúng ta cũng để ý nhất, đó là đờm nhiều, đờm vào mũi nhiều, làm cho em bé chảy nước mũi này, ngạt mũi này và ho có đờm. Chúng ta mong muốn là làm sao để cho em bé hết cái đờm này, bởi vì hết đờm, giảm cái đờm đi thì em bé sẽ giảm cái cảm giác như là không vướng vào cái đường hô hấp nữa, thì sẽ không ho. Chúng ta được biết là có rất nhiều những cái phương pháp dân gian được giới thiệu là giúp em bé tiêu đờm, giảm đờm, và cũng có nhiều loại thuốc tây, tức là giúp cái việc loãng đờm và tan đờm, thì cái cơ chế của cái việc đờm nó tiêu đi như thế nào. Thực ra là nó như thế này, nó sẽ không tiêu đi đâu hết được, mà cái đờm nó thoát ra khỏi cơ thể, thoát ra khỏi cái đường hô hấp của em bé theo các cái phương án, đó là một, nó qua cái việc chảy nước mũi. Đấy, chảy nước mũi để thoát đờm ra ngoài. Và cái việc là chúng ta rửa mũi này, sau đó hay là hút mũi, là chúng ta lấy một cái phần đờm ra ngoài. Phần thứ hai đó là em bé ho. Đấy, sau đó là nó có thể bắn nong đờm ra tới cái vùng cổ. Có em bé thì sẽ ói ra được cái đờm này cùng với lại đồ ăn. Nhưng có em bé thì sẽ nuốt xuống bụng và sẽ thải qua đường tiêu hóa. Nên khi mà mũi với đờm chảy quá lâu, bạn thấy là tức là cái đờm trong cổ một thời gian dài, thì bạn sẽ thấy con kèm theo cái triệu chứng, cái biểu hiện đó là rối loạn về đường tiêu hóa, phân lỏng hơn và trong phân có nhầy. Thế là cái cách mà cái đờm nó thoát ra khỏi cơ thể, thoát ra khỏi đường hô hấp như vậy, chứ nó không tức là nó không 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 tiêu đi được, không tiêu mất đi được, nó phải ra khỏi cơ thể như vậy. Và chúng ta làm như thế nào để cái đờm này có thể nhanh chóng thoát ra? Về cái biện pháp cơ học thì đó là chúng ta nhỏ mũi này, rồi chúng ta hút mũi cho em bé, nhỏ nước mũi, hút mũi hay rửa mũi, thì nó sẽ làm cho em bé hết cái đờm, tức là bớt cái đờm đi. Còn cái vùng cái đờm sâu ở trong đường phế quản thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn thực hiện cái biện pháp vỗ lông đờm, lại vỗ lông đờm trên mạng, tức là trên các cái phương tiện có nhiều cái video mô tả ở đây, mình chưa chuẩn bị được cái hình ngọc nên mình chưa mô tả cho các bạn. Thì các bạn có thể hiểu đó là ngoài cái việc vỗ thì chúng ta có thể làm thay đổi bằng massage, tức là không phải lúc nào cũng vỗ, mà cái động tác vỗ này thì nó làm cho cái việc có là nong đờm nó dễ hơn. Vỗ lên cái vùng bả vai, cái vùng lưng của em bé và từ dưới lưng lên tới phần cổ. Ngoài ra nếu bạn không làm được mà không vỗ được thì bạn có thể thay bằng cách đó là massage toàn thân, vỗ nhẹ khắp cái vùng lưng của em bé thì nó cũng nong đờm mà nó dễ đẩy cái đờm ra hơn. Có những trường hợp là ok, mẹ có thể đặt em bé nằm ghé đi, nằm ghé đi mẹ vỗ được, sau đó là đờm của em bé nó sẽ bật ra được, hay là em bé ho nó bật đờm lên chứa đờm ra, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như vậy. Chúng ta cứ duy trì cái việc đó là vỗ nong đờm và massage, thì nếu mà cái đờm nó không bật ngay ra được, là nó không không ói ra được, thì cái đờm nó cũng dễ bong ra hơn, và khi ho em bé có thể đẩy được nó lên tới vùng cổ và em bé nuốt xuống đường tiêu hóa, cũng là một trong những cái cách để tiêu bớt đờm đi được. Còn cái cơ chế của cái thuốc, những cái loại thuốc nong đờm mà chúng ta uống vào thì nó có cái tác dụng gì? Thì nó làm giảm cái sự kết dính của cái đờm. Đấy, nó loãng ra, nó không dính chặt vào cái đường hô hấp nữa, để khi ho thì nó dễ bong ra hơn, nó sẽ bong ra cái vùng cổ họng này hơn. Đấy là cái cách hoạt động của cái thuốc nong đờm. Thứ hai là những cái biện pháp mà các mẹ dùng, những cái biện pháp dân gian, mục đích của nó cũng là như vậy, tức là nó chỉ làm được loãng đờm ra và làm giảm cái sự kết dính của cái đờm, để cho cái đờm nó không dính chặt vào trong cái đường hô hấp khi em bé ho ra. Như vậy để có hết đờm cho em bé thì các bạn phải nhớ là chúng ta không được làm mất cái phản ứng ho, bởi vì cái đờm nó cứ tồn trong cái đường tiêu hóa này, nó không tiêu đi được, không cách nào mà biến đi được. Nó chỉ có một cái cách, một là ho để lên cái vùng cổ họng và nuốt xuống, hai là chảy qua cái đường mũi để hút ra ngoài. Nên khi chúng ta dừng cái phản ứng ho của em bé, uống những cái thuốc giảm ho, thì cái đờm này nó ứ lại trong cái đường hô hấp,
trong cái đường thở của em bé, và làm cho đờm càng ứ lâu thì ho càng lâu. Khi chúng ta uống thuốc giảm ho sẽ thấy là ok, thế giảm ho, hùng hắng ho, nhưng cứ còn đờm mãi trong cổ và nó cứ dai dẳng mãi, nó không dứt điểm, nó không khỏi được. Có rất nhiều mẹ hỏi và tư vấn với bác sĩ đó là con em bị ốm, bị ho quá lâu, uống hết đủ các cái loại thuốc giảm ho rồi mà không hết. Bởi vì các mẹ không biết rằng là một khi vẫn còn đờm, còn nhiều đờm ở trong cái cổ họng, thì cái việc mà uống thuốc giảm ho nó không dứt điểm được bệnh. Đấy. Nó vẫn cứ giữ đờm lại và nó cứ ho mãi thôi, không thể nào hết được bệnh. Nên luôn nhớ là mỗi lần con mình bị ốm, bị viêm đường hô hấp, bị ho, là chúng ta đừng chú trọng quá vào cái triệu chứng ho, và đừng tìm mọi cách để phá cái, tức là làm giảm cái triệu chứng này đi. Nó chỉ làm cho cái bệnh trầm trọng hơn, kéo dài dai dẳng hơn và lâu khỏi. Cái ho nó không làm cho, ví dụ nó là các bạn sợ là ho nhiều thì bị viêm họng, hay là rát cổ, rồi có thể là nó chạy xuống tới viêm đường hô hấp, hay là viêm cái phế quản, hay là viêm cái phổi. Nhưng không, ví dụ có viêm họng hay gì, nó là do cái chu trình của nó, là cái diễn tiến của bệnh nó như vậy. Nó dẫn đến cái tình trạng đó là ví dụ bắt đầu vi khuẩn nó, virus nó xâm nhập, sau đó là nó mới biểu hiện, những ngày sau nó mới biểu hiện thêm thành các cái triệu chứng để nó thành viêm họng, chứ không phải là do ho. Nên chúng ta luôn nhớ trong cái cách làm cho bé nhanh hết đờm, nhanh khỏi bệnh hơn, đó là chúng ta không được uống các cái thuốc giảm ho. Thứ hai là chúng ta thực hiện các cái động tác cơ học, đó là massage toàn thân, rồi vỗ rung cái vùng lưng. Còn một cái biện pháp nữa các bạn có thể làm, đó là massage cái lòng bàn chân. Cái này thì luôn được khuyên làm, nhưng mà về giá trị của nó ấy, thì thực tế là nó không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng các bạn cứ làm cộng gộp vào thì cũng không vấn đề gì, mà chúng ta sẽ yên tâm hơn. Tức là massage ở cái vùng lòng bàn chân, có thể trẻ lớn hơn thì có thể dùng dầu, mà trẻ nhỏ quá, ví dụ dưới 3 tuổi, dưới 6 tháng tuổi, da còn non thì chúng ta không dùng, chúng ta thì dùng trực tiếp bàn tay của chúng ta để massage thôi. Còn lớn hơn thì chúng ta mới có dùng các cái loại cao, loại dầu nóng hơn một chút, cho một chút xíu thôi, để tạo cái cảm giác nóng và dễ chịu ở cái gan bàn chân. Còn ở trên cái vùng lưng thì nói chung là hạn chế bôi các loại dầu nóng và các loại tinh dầu, vì nó gần vùng mũi. Và rất ít, thực ra là rất rất ít em bé mà thực sự là hiệu quả hay đáp ứng với cái việc là các mẹ dùng dầu, hay là bôi vào cái khăn để quàng cổ, hay là sát vào cái vùng mũi để làm thông giọng cho em bé, nó không thông được. Và ngược lại thì nhiều em bé nó là kích ứng cái niêm mạc mũi và là em bé hắt hơi nhiều, chảy nước mũi nhiều hơn, nên chúng ta sẽ không làm. Một chú ý vô cùng quan trọng trong cái việc đó là để long đờm cho em bé tan, giúp em bé dễ ho ra đờm hơn, đó là chúng ta phải cho em bé uống nhiều nước để làm loãng đờm. Cái đờm nó loãng thì nó sẽ dễ ho, dễ bật ra ngoài, và cả cái nước mũi nó cũng dễ chảy ra ngoài hơn, nó không bị bít tắc lại ở trong cái đường thở. Cái thuốc giảm ho mà chúng ta uống ấy, hay cho các em bé uống, tức là loại trừ cái thuốc siro ho dạng thảo dược, là chỉ có cái tác dụng mà sát khuẩn rồi thuốc loãng đờm nhá, thì cái siro ho mà chúng ta uống ấy, ngoài cái tác dụng là nó ức chế cơn ho, nó còn làm cái phản ứng phụ của nó là giảm chất tiết, tức là giảm nước bọt, giảm tiết nước bọt, và nó làm cho cái đờm nó còn dính dẻo hơn, nó dính chặt vào cái đường hô hấp và nó khó bật ra hơn. Đấy là cái lý do để nhắc đi nhắc lại các mẹ vì sao đó là chúng ta không uống những cái thuốc giảm ho cho em bé trong trường hợp viêm đường hô hấp. Hết ho không có nghĩa là hết bệnh. Khi bạn cho con uống siro giảm ho dạng thảo dược, bạn sẽ thấy nó là vẫn cứ ho. Đấy là nhiều mẹ uống là con có phần nào là con em uống 3-4 ngày rồi mà không thấy hết ho. Không hết ho là chuyện rất bình thường, bởi vì cái siro này mục đích của nó là loãng đờm, để dễ ho, dễ bật đờm ra, chứ không phải ức chế cơn ho. Nên uống siro ho thảo dược em bé vẫn còn ho tiếp là bình thường. Thứ hai đó là một số loại thuốc long đờm, thuốc tan đờm ấy, cái thuốc loãng đờm, ví dụ điển hình ACC mà bạn cho con uống vào, thì nó còn tăng cái phản ứng ho của em bé lên. Nên uống thuốc long đờm em bạn thấy em bé ho nhiều hơn, ok, vậy không vấn đề gì. Thì cái ho này lúc này đờm lại càng dễ bật ra ngoài hơn. Như vậy tóm lại, để giúp con mình long đờm tốt hơn, nhanh khỏi bệnh hơn, thì các bạn, một đó là không được uống các loại thuốc giảm ho. Thứ hai đó là nếu uống siro ho dạng thảo dược. Thứ ba là uống nhiều nước. Thứ tư đó là có thể dùng các cái biện pháp dân gian, các cái loại lá là húng chanh này, rồi quất này, hay hẹ, hấp đường phèn đối với em bé, hay là quả lê được,
hấp đường vàng đối với em bé dưới 1 tuổi và có thể hấp mật ong đối với em bé trên 1 tuổi. Có thể uống nước mật ong ấm đấy, để giúp uống nhiều, tức là uống thay cho nước. Em bé uống nước mật ong ấm này cùng với đồ uống nước thì em bé sẽ dễ uống hơn này, vừa sát khuẩn cổ họng này, nó cũng giúp loãng đờm hơn. Và thứ ba là những động tác cơ học, cuối cùng những động tác cơ học có thể áp dụng đó là vỗ lưng vùng lưng và massage vùng lưng. Thì cái động tác này thì các bạn xem nhiều lúc là thấy là với mong muốn là em bé có thể ho và bật đờm, chớ đờm ra được, nhưng không phải trường hợp nào cũng làm cũng ho bật đờm ra được. Và cái kỹ thuật của nó nhìn thì đơn giản nhưng làm để thực sự có tác dụng thì nó không hề đơn giản. Nên ok là các bạn vẫn cứ làm, cứ vẫn vỗ nhẹ nhàng với vùng lưng, đặt em bé ở cái tư thế nằm sấp hay nằm ghé vậy, vỗ cái vùng lưng để tạo cái dao động này để cho cái đờm nó dễ nong ra hơn. Và với những em bé nhỏ quá mà bạn không yên tâm, bạn không thể làm được, ví dụ bạn lo lắng lên được, thì bạn có thể đổi bằng massage vùng lưng thì nó cũng có cái tác dụng tương tự. Và massage vỗ nhẹ nhàng cái vùng lưng thì nó cũng giúp nong đờm tốt hơn. Và một cái biện pháp cuối cùng nữa thì các mẹ vẫn bảo nhau đó là chúng ta massage lòng bàn chân rồi bôi dầu. Thì cái biện pháp này các bạn có thể làm, mặc dù hiệu quả của nó không cao lắm, nhưng mà chú ý theo độ tuổi để sử dụng dầu cho thích hợp, hay sử dụng một chút xíu thôi với những em bé lớn để tránh gây cái tình trạng bỏng da, rát da cho em bé. Đây là những cái chú ý trong cái phần những cái biện pháp mà giúp em bé nong đờm tốt hơn, giúp em bé nhanh khỏi bệnh hơn. Tiếp theo là mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Các bạn mà đang theo dõi ở trên Facebook thì vui lòng sang bên kênh YouTube bác sĩ Đoàn Thị Mai để đặt câu hỏi giùm mình, để mình tiện trong cái vấn đề theo dõi và trả lời các bạn hơn.